Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngành công thương đã nhận được gần 500 bài dự thi từ đông đảo các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trong ngành công thương và bạn đọc cả nước. Phát biểu tại lễ trao giải, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, đây là cuộc thi thường niên do Ban chỉ đạo 35 Trung ương và được Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, động viên các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành tích cực tham gia hưởng ứng và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Hội đồng sơ khảo và trung khảo cuộc thi đã làm việc khẩn trương, công tâm, lựa chọn được 24 bài thi có chất lượng tốt nhất, bảo đảm khách quan, công bằng. Các tác phẩm được vinh danh trao giải đã bao quát được nhiều lĩnh vực chính của ngành công thương, từ công nghiệp, thương mại, năng lượng đến hội nhập, đào tạo ngành công thương. Ngay sau lễ trao giải, Bộ Công Thương cũng đã phát động cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2023 lần thứ 2.